Titan. Titan và lượt bích thứ hai có thể là Eo, có thể thôi bởi vì Eo mới bị nerf rồi, thành ra cũng không có nhiều đội tuyển muốn sử dụng tiếp cái con Eo này ở vị trí carry. Chào bạn Hiếu Vũ nhá. Rất là cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với cả tôi cũng như anh Hiếu trong buổi tối mưa gió ngày hôm nay. Hơn 200 anh em xem rồi. Mọi người cứ tương tác mạnh ở trên kênh chat nha. Tôi với anh Hiếu chắc chắn là sẽ cast và cũng sẽ nhìn những cái bạn các bạn chat nữa để có thể là tương tác nhiều hơn. Bởi vì trận đấu này thì nó không không được đánh giá cao và tôi thì tôi cũng muốn là chúng ta có tương tác nhiều hơn ở trên kênh. Prem pick tiếp một con hero. Ôi, lâu lắm em mới nhìn thấy con hero này luôn. Lạ nhỉ, Omni mới dành cho Prem. được búp Búp cái tí, gì ấy nhỉ? búp cái Henry Gray nhiều sở trang hơn và có thêm một cái gì đó không nhớ lắm, nói chung là có được búp nhẹ chỉnh sửa lại để được lựa chọn nhiều hơn, thì rõ ràng là Omi dạo ở đây thì cảm giác cũng hơi biến mất. Omi lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy. Không biết là đây tôi để tôi xem qua qua xem mà được update cái gì. Dạo này con bom được à mới nerf một chút nhưng mà đợt cái phiên bản trước được buff nhưng mà chưa thấy team nào dùng nhỉ? Chắc là chỉ có mấy ông 496 với cho Bombi thôi. Team bờ so rồi, như vậy là lựa chọn cho mình một con offlane khỏe mạnh đến từ Tundra, lựa chọn này dành cho ba ba rồi, ba ba là một người chơi team bờ so cực kỳ tốt. Đánh off lên cũng tín luôn. Quẹt chuột nhiều thay đổi quá, quẹt chuột mãi không tới cái con Omni này để tôi xem mà nó như nào. Thằng chuột ép đi tìm cho nhanh. À, thế em lười. Bây giờ thì sẽ đến các lượt ban tiếp theo bên phía Tundra, họ sẽ lựa chọn ban gì đây? Lycan thì mới được buff thêm một chút. Omni đây strength bonus increase tựa của cái Helven increase cái Hammer Purify cũng được buff thêm một chút được Talon level 10 thì thay vì cộng 40 base dam thì cộng thành 50 base strength thì cũng increase 2 base movement speed thì cũng được tăng thêm 5, nói chung là cũng được buff tương đối nhiều dành cho một con hero support thì để xem trong trận đấu này thì Brave họ sẽ xử lý như nào. Không giống là support đâu, nếu mà đeo được Titan của Omi thì chắc là phải một con đánh co, không giống là Omi offlane đeo được Titan support số 5 ban bờ lát ban mò phinh đến từ Tundra. Brave họ ban đi thêm một con Void. Nói chung là hai cái team này thì vì mình cũng không xem nhiều các cái giải gần đây nên mình cũng chưa hiểu lắm cái lối đánh của họ. Bên phía Prem thì có Skylark rồi Sassus Spartan. Có cả Wiz nữa. Hoodwink cũng được, nói chung là tôi đánh giá từ đấy là cũng ok, chắc là nhiều team họ chưa tìm hiểu, Chưa không biết chưa kịp đâu. xây dựng chiến thuật. Đúng rồi, chứ con đấy sắp 4 rồi, nói chung là cũng thuộc dạng Quấy phá hero tốt. bay nhảy, sắp 4 là cũng rất ok, không tệ. Ban đi tiếp đó là một con Clockwork dành cho các thành viên bên phía Frame. Ban Clockwork rồi, một con hero đánh ở vị trí có thể đánh vị trí sắp 5. Tundra đây là một lineup mà tôi thấy là cũng tương đối là cạnh tranh nhá. Đấm nhau với cả các team Tier 1 có khi Nygma khi còn bây giờ phải nể chứ đùa. Rồi thì OG bây giờ Ana trở lại thì không biết nào. Em nói thật cái ông Ana này lừa lắm. Đúng kiểu là đi đánh Dota giải trí sau những giờ chơi căng thẳng. Tundra ban tiếp một con Ursa Warrior. Hai team đang nghĩ khá lâu, ban bích, ok, đồng ý.
khi mà trận đấu nào thì cũng cần phải có điểm cả, thành ra là bọn họ đang tính toán rất kỹ lưỡng. Máy bay rồi, máy bay ra được Titan một lên Omidyar được. Tôi sợ dị nhất là bên phía của Brem thì họ lại lựa chọn một con Elder Titan đánh carry, thì cái đấy thì hơi dị, nhưng không phải là chưa thấy, khi mà đã từng thấy OG sử dụng rồi. Mà OG em thấy gặp một con Timber So mà đánh Elder Titan Carry nghe nó cũng bị ngu bình thường, nếu mà máy bay support thì có nhiều đam phép thì vẫn có thể chơi lại với con Timber So này, nhưng mà bài đấy thì đúng là dị thật. Và Elder Titan thì ít ra là anh ta phải có cho mình phải là MOM gậy xanh, xong rồi đi lại đánh nhau liên tục. Nói em chung biết. là Elder Titan thì nó phải là snowball. Nhưng em đoán đoán ra là bên Brave chuẩn bị pick con gì carry rồi. Chôn của lót Ban Razor rồi. Mà đi với Timber So em nghĩ là sẽ là một con chôn của lót. Máy bay được mà, trông giống máy Có bay. Omni. Nhưng mà đẩy máy bay ra mid thì sao? Cũng không biết được. Nói chung là cũng không biết được. Nhưng mà em thì em nghĩ là một con chôn đi ổn. Đấm nhau khỏe. Tundra họ chọn một con Tiny. Tại đi sắp 4 đi cùng cả Timber So. Nói chung với cái lắp này thì nên là máy bay carry, trông là đang thiếu những cái giữ chân chủ động rồi. Bây giờ còn đẩy máy bay ra mid rồi pick chôn nữa thì đấy, họ phải lấy cho mình những cái giữ chân chủ động như kiểu là cái nhất của Rubik này thì mới bắt được người. Chờ đợi vào cái việc cái quả tên lửa của máy bay bay tới đối phương thì lâu quá. Rubik trận này có nhiều skill để cướp này, đổi đá Tiny rồi thì các thứ của Snapfire Starfire, nghe đặc chừng biệt là là cũng ổn. Starfire, khi mà Starfire đứng cắt ulti thì Rubik cứ chạy vào và cướp thôi, rất đơn giản. Đúng, Ana đánh vẫn là carry thai một, hôm nọ vừa nhìn thấy rồi đánh căng thẳng luôn đấy các bạn ạ. Tôi bảo rồi, ông ý kiểu đúng kiểu đi đánh Dota giải trí sau những giờ chơi game, à quên nhầm, giờ chơi coi căng thẳng. Tundra họ lựa chọn một con Puck. Puck này sẽ có thể đánh trong tay của Fata. Fata đánh Puck, Puck cũng được. Chưa biết, lát bên phía Tundra họ có thể đảo được khá nhiều. Có thể Tiny đi mid, Tiny carry, Tiny sắp boss số 4, Buck mid, Buck sắp 5 đều được. Starfire sắp 5, Starfire đi mid, nói chung là họ có thể đảo được rất nhiều bài. Cơ bản nhất thì chúng ta có thể tính đến là Buck sẽ là người đi mid, Starfire sắp boss số 5, Tiny sắp 4 và Timbersaw blend. Tundra còn thiếu đi một carry, đấy là cơ bản nhất. Về phần của Brim thì họ đang thiếu đi cho mình Hero Limit này, và bên phía Tundra đã bắt đầu ban đi một con TA rồi. Ban đi một con TA bởi vì họ nghĩ rằng là Gyro này là sẽ đánh ở vị trí carry. Prem họ tự ban đi cái con hero mà tôi bảo là định pick rồi, đó là một con chôn của lót. Thế máy bay carry Máy bay sẽ đánh vị trí carry thôi. ban đi chôn hợp lý. Bên phía Tundra đang thiếu một con carry thì chôn. Bây giờ carry đang hot nhỉ, thì tôi nhớ thế nào. Mấy hôm nay đánh thì chúng nó vẫn đánh Usa rồi Morphing chôn chiểng có Sven giờ được gặp cái Weaver lineup này không ổn. thôi. Đấy, Big Sylvan trận này đối phương là Omi, Big Sylvan khác gì tự hủy. Vừa bay vào lại gặp ngay quả ulti Omi, hay là stun đối phương thì Omi giải luôn, không được. Ai đánh Khó lắm. Sylvan? Sylvan trận này phải đích một con nhây nhây một chút, như kiểu là Aquadon. Aquadon đánh cả máy bay ổn. Con tướng này thì không phải là carry nào đánh được, một vài người sử dụng thôi, như kiểu là Emo của team IG sử dụng đi mid này, Miracle của Nygma thì có đánh Aquadon ở vị trí carry. 458 đánh Aquadon cũng hay luôn. Razor ban rồi các bạn ạ. Đúng như anh Hiếu có dự đoán thì đó là một con Aquadon, cũng là một con carry khá là ổn trong cái vai trò điều đam khi mà có một cái dàn tanker phía trước rồi quấy rối các thứ rồi dành cho bên phía Tundra. Còn bên phía Brem họ sẽ lựa chọn gì đây? Họ vẫn còn một lượt ban nữa. Lại ban luôn Aquadon. À không, ban một con Anti-Mage. Rắc không hay lắm anh em ạ. Rắc cảm giác như là khi mà rắc Omi Slap mà gặp cái Guardian Angel của Omi là thôi, là phế luôn. Cái con Omi Nhảy là cái nhảy làm con counter sao rắc. được, con rắc bây giờ vào nhảy cũng không ổn nhá, mà kể cả xoay kiếm thì nó bắp cái Helvenin Ray lên là cũng hết à, Con rắc đánh Omi là hơi nó khó được đấy. bắp strength các thứ rồi khó lắm, hồi máu các thứ. Big rắc để đi lane cho thoải mái thì cũng ok.
Bên phía Toyota thì ngoài bây giờ một con Camry đam tay thì họ đang có những cái đam khác rất là tốt. Bắc Tiny, Snapfire thì đều là đam phép. Xong rồi thì Timbersaw thì tất cả là đam pua. Thành ra là không sợ cái ulti của Omni mấy. Nhiều đam phép rồi. Bắc Tiny, Snapfire là rất nhiều đam phép rồi. Và Slug, ok, lựa chọn một Ok. con Slug ở game đấu này. Khi mà Ổn. nhìn đối phương Dishabo không nhiều. Chính xác, một con slug. Đi xa đồ bên phía của team Brim là rất ít luôn. Có mỗi một cái nhất Rubik là có thể ảnh hưởng đến con Slug thôi. Chứ kể cả cái quả rocket, Bạn tên Hiếu lửa, Vũ, hoan thua. dự đoán slug chuẩn đấy chứ. Đúng rồi, thực ra cũng hết carry rồi. Nhưng mà bạn Hiếu Vũ chọn được slug hay. Tôn ra họ không nghe anh Hiếu rồi, nó họ không chọn một con Aquadon mà lại chọn một con Slug. Cái việc big Slug này anh nghĩ là cũng một phần deny big, bởi vì cái combo Omni và Slug cũng là một combo hay. Có thể đẩy máy bay ra mid cũng tạm ổn mà. Nhưng mà máy bay đi mid gặp Bắc thì cái quả tên lửa hơi bị bỏ đi nhỉ. Bây giờ tên lửa bay đến thì lại phải zip. Bây giờ Brain họ bây có pick một giờ mid thì đi. pick mid thì là pick con gì nhỉ? Mid đơn giản thì có thể là chơi Void Spirit, đỡ phải nghĩ nhiều. Nhưng bạn hớt Ồ, cả Huska dành cho đó Prem. Whis cầm hớt cả, con tướng này vừa bị nớp ngày hôm nay. Nó nếp nếp gì đấy? Anh Để không xem. nhớ nhưng có nớp một chút ít và về sờ trang các thứ. Nói chung là đã chỉnh sửa lại để cho con À HK đỡ đúng yếu rồi. đi. Hôm nay em có đọc, em thích con này mà. Nói chung là về con Đây. số chính xác thì anh không nhớ kỹ đâu. Berserker Blood thì giảm cái phần trăm máu regen, AG thì cũng giảm, rồi thì Talon cũng bị nerf, Life Rage thì cũng bị nerf, tăng cái increase cái cooldown ở mấy level đầu. Hợp lý rồi, hớt ca cả Bắc kèo này thì là kèo 37. Hớt ca 7, Bắc 3. Gần như là no hope, nếu mà không có Tiny hay là ai ra hỗ trợ thì Bắc không có Không tuổi. thể nào mà đánh được với cả con Huska này. 37 thôi, nếu mà Bắc anh ta control những cái rune tốt, những cái rune water, rune bounty để sạc lại bottle Nhưng mà thì em sẽ cảm giác là chống là cự được. con này kiểu nó đứng mà bị ném lửa vào người thì cũng không biết làm gì ấy. Mà cũng không đủ đam để mà núp cái con Huska ở những level đầu. Ok, trong cái lineup này anh thì anh nghĩ là đội nào hơn? Em thì em nghĩ là Prem. Anh thích cái lắp ấy, nhưng Chính mà xác. còn phải để xem là Whis thể hiện như nào. Whis thì ngày xưa tôi ấn tượng với cả con Seraphine, nhưng mà sau một thời gian có cái đợt mà Whis được starting cho OG một game thì trận đấu đấy thì mình cũng khá là chờ đợi. Và trận đấy Whis đánh hay luôn, đánh Mirana, Beyond Godlike, nhưng mà bên phía OG vẫn thua. Một game đấu mà tôi nhớ là Sumail cầm Morphing thua Slug của Nico Baby. Và sau trận đấu đấy thì là OG họ không sử Không dụng, sử dụng Whis đúng nữa. rồi, họ bảo là Whis là không phải lựa chọn hợp lý thì họ thay người khác, họ thay bằng 33. Tôi vẫn thích anh chàng Whis này, nói chung là đi mid khá là tín. Và để xem là cái con Huska này thì đánh tới đâu. Bây giờ cứ Ok. vào game thấy ông này nút gì, nếu mà là nút vàng hay là ít nhất là phải là nút kim cương đi thì nó là yên tâm luôn. Còn nếu mà là hút ca mà nút đồng thì thôi bỏ. Con hút ca nhìn thế thôi, một con tướng phải tập nhận nhiều lần đấy, phải chơi nhiều thì mới giỏi được. Không, em thích con này mà. Em hay đánh con này nếu mà muốn giải trí. Con này đánh giải trí cực các bạn ạ. Tôi đánh con này từ thời Dota 1 luôn. Cực kỳ giải trí. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với cả game đấu thôi. Trận đấu giữa Tundra và Brem. Tôi với anh Hiếu đang có lựa chọn đó là Brem map 1. Anh em nếu mà tin thì có thể theo, còn không tin thì tùy. Đấy, còn nếu mà đã tin rồi thì nếu mà thắng thì sau có thể cảm ơn anh em tôi bằng like, hoặc là mạnh hơn thì có thể tặng bát phở hoặc cốc cà phê gì gì đấy, kiểu vậy. Đơn Mình giản thôi là mà. mình thích con hút ca thôi, chứ tin anh không dám lắm bởi vì anh chưa được theo dõi đội tuyển này. Nhưng mà anh chỉ thích anh chàng Whis thôi, bởi vì với anh thì Tundra vẫn là một đội hình mạnh. Nhưng mà Tundra vẫn được đánh giá cao hơn bởi đúng, cái lineup của họ, cái những thành viên của họ, nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem là trận đấu này sẽ diễn ra như nào. trận này trông bên phía của team Brem thì họ ban pick trông ổn. Nhưng mà nếu mà là Huska mà không slow nhanh là về late game không có tuổi gì với cả con Slug rồi nhá. Con Slug nó không hề sợ Slug Huska không hề luôn. sợ Huska.
Hơn ca thì được cái là chắc chắn là sẽ lên cầm đánh, thì Slug sợ cái cầm đánh. Thì ở giai đoạn mid game thì cái cầm đánh nó cũng sẽ làm cho Slug khó dồn đam. Đến cuối game thì một cái cầm đánh là không ăn thua với con Slug rồi. Nó bắt đầu đủ đồ, nó có thể bấu vào để lấy agi các thứ thì càng đánh càng thua thôi. Em nghĩ là bên phía Prem họ muốn thắng thì cố gắng là end Hết sớm sớm. trong khoảng 35 phút, 35 đến cùng lắm là 40 phút, còn sau phút 40 là nghe chừng cũng hơi khó. 35 rồi, 40 là đúng hoàn toàn rồi. Hút ca là hero đánh sớm anh em ạ. Trước 35 phút thì là hút ca, còn sau 35 phút thì là hút ki. Anh chàng này là anh chàng tự nhiên quên tên à? Ông đẹp trai này tên là gì nhỉ? Có phải là sneaking không? Không, Không không, không đây hẳn. là Sơn Kinh này. Sơn Kinh tí nữa vào game anh nhớ ra. Hình như là anh chàng gì đi mít hay sao ấy. Sẽ đấy là ở bên Tundra, anh chụp check đội hình Tundra. Đợi đợi tôi chút. Ông đẹp trai này thì đợt trước là nhiều bạn nữ trên kênh là cứ đòi sâu cam ông đấy mà. Nai à? Hay Skeeter? Skitter thì phải, chỉ vào tên này Skeeter. mà có mặt mà. Skitter thì phải đúng không anh em? Ừ Đúng rồi, Skitter, Skeeter. đúng đúng, mình Quả nhớ tóc nhớ trắng ra, này, huyền thoại luôn. đẹp trai đấy. Đợt trước có bạn nữ nào lên kênh Skeeter. cứ đòi sâu cam cay dã man, không phải ấy ấy ở ở team khác mà, ấy ở team cà chua mà, Heo be tomato cái gì cơ mà. heo be smasher Skitter anh em ạ. Trời, OG mà không được đi Major mùa này thì bye TI không bạn ạ. Còn còn vòng loại Ana, mà. thật còn Ana thì tôi nói thật với các bạn. Tức là 12 đội đúng không? 12 đội nhiều điểm DPC nhất thì được 10 thẳng, còn những đội khác thì được đánh vòng loại. Họ có thể đi bằng đường gửi xe cũng được. Open qualify, sau đó close qualify ở khu vực EU. Ana là đem đến, tôi nghĩ phải đến 80% sức mạnh dành cho OG rồi. Thêm cái đội hình đấy nữa thì là đủ, gần như đủ 100% ấy. Tôi nghĩ là vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả game đấu thôi. Đây, hôm nay phải nhớ bật tiếng in game, hôm qua là lỗi quá. Tôi quên bật Ana cả ba thì game luôn. anh thì không nói về cái việc là Ana đánh hay hay không, nhưng mà anh nói về cái độ hợp, tức Chính là xác. dễ hợp với cả team OG. Họ ông ý quá hợp với cả Hợp Nothale với cả Top Sơn ấy. đúng, đánh hợp Mà nhau kể thì cả nó là là dễ Z-Rack chơi như hơn sếp rồi. nữa. Quan trọng là hợp anh em ạ, hợp tính là đánh Dota rất dễ chơi với nhau. Còn hút ca thì thường level 1 sẽ tăng cho mình cái Q để có thể lát hit con tay dài. Cái Q của con hút ca này đam nó hơi bệnh, một điểm đã là 100 đam rồi, thành ra cái việc lát hit con tay dài là quá đơn giản. Nào, Snake King cắm một cái Senchi nhưng mà không phát hiện ra mắt của đối phương. Đang là trời đêm. Tất Ấn cả nhầm. làm gì ấy? Ấn nhầm. Hơi lỗi tí. Cái này hơi ít mana không sao, 75 mana thôi. Có thể spam khá thoải mái để lát hit những con tay dài ở thời điểm đầu game. Đúng rồi, quả này tôi sẽ thề với các bạn nhé. OG mà bị tạch ở cái vòng Major lần này thì chắc chắn người bị kích sẽ là Sasha. Và Z-Rack sẽ comeback, tôi thề với các bạn luôn. Là tôi còn làm thế nên chứ đừng nói là mấy ông OG, ai chẳng muốn thành công đúng không các bạn? Mà cái giải thưởng nó phải nhỏ đâu, tiền cả. Nó không phải chỉ đơn giản là ấy, nó còn là tiền, nó còn là danh tiếng các thứ. OG họ đang ở trên đỉnh cao của thành công, mà nếu như mà lần này mà không qua được cái vòng của Major thì chắc chắn sẽ là Sasha sẽ là người được chọn thôi. Vâng, quay trở lại trận đấu này thì thời điểm đầu game hai team chia nhau ra, mỗi team có cho mình hai cái bao ti thôi, không có tranh chấp gì cả. Kèo ở mid thì như mình đánh giá đây là kèo 73 bảy bảy dành cho hút ca và ba. một quẹt đấy, đứng là lát hít đi. Level 2 thì tăng cái hồi máu luôn để vừa lấy tốc đánh vừa có khả năng lùi gen liên tục là harass vào người Bắc. Kèo này khó, kèo này nếu mà Tiny di chuyển nhiều thì chắc là hỗ trợ được, nhưng ở đây thì cảm giác như là Nai đánh tạm deny rất là khéo, đã deny được hai clip của Wiz rồi, khiến cho Huska chưa có cho mình level 2. Ổn rồi, con Huska này thì gậy xanh bệnh, gậy xanh là khi mà Bắt đối phương là tao tăng lại luôn, phải đánh luôn. gọi là cái hiệu ứng tao đấy, là bắt đối phương phải đấm nhau mình Giống kiểu cái côn của con Ashe ấy. đấy, hoặc là duo của Legend Đúng Commander. rồi, chưa gì bác đã Sôi gặp ôi, trend thở rồi. thở oxy dã man luôn. Huska thì đương nhiên rồi, anh ta sẽ có hồi máu nên anh ta đã chẳng được gì phải sợ cả.
hồi là cực kỳ nhiều máu luôn. Bác đang để dành để mua cho mình cái bottle sớm. Bây giờ những người chơi limit thường là mua hai cọng ngò thôi. Sau đó là một set tango hai cọng ngò. Nếu mà là tường tay ngắn thì mua thêm cái dìu. Cố gắng có cái bottle trước phút thứ hai. Khi nào mà cái bottle ra thì sử dụng ba chạc rồi hồi lại bằng cái run water là ok. Nhưng mà một con hất ca thì chắc là không. Hất ca là một. Nhưng mà Nai đang deny tín phết nhá. Đúng. 5 đều so với cả, 5 năm so với cả 3-2 nhá. Và có Tiny ra rồi. Toss được Huska về nhưng mà liệu có đủ dam hay không đây? Tôi nghĩ là đủ dam. Và mạng đơn giản dành cho đó là Nai. Họ đang làm tốt, họ đang cover được cho Puck. Và Huska người ta đã chết mất cái mạng đầu mà không kịp ăn được cái run water luôn. Đang kéo creep ra để khi mà Huska hồi sinh thì có thể quay ra farm tiếp. Skitter nhảy lên có Cookie. Nhưng mà Skitter mới là người đang thấp máu nha. Một đấm nữa của Rubik và mạng dành cho đó bên phía Frame. Làm gì vậy? Chả hiểu. Rõ ràng nhảy lên mà máu ăn của chết. Slug thấp rồi. Vẫn cố gắng dí vào một con Elder Titan đang được sử dụng ở cái Land of. Cuộc mid thì hình như là mình đánh giá hơi cao ông Wish này phải. Lát ít tương đối tệ để một con Buck deny rất là nhiều. Và đúng là cái việc Tiny di chuyển ra thì là chuẩn rồi. Bởi vì cái kèo này thì Buck không đi một mình được. Bây giờ khi mà có lợi thế đến từ một mạng là anh chàng Nai bắt đầu chơi thoải mái với cả con sấp ca này rồi. Và Tiny lại đến này. Nhiều tót chưa rồi. Park đang bị trụ bắn nhá, bị bắn khá đau nhá. Một đấm nữa và Park phải bỏ mạng lại. Không tăng ship, phê ship. Không có phải một điểm nào phê ship cả. Một pha toss là hơi thiếu tính toán đến từ vị trí của Tiny. Hơi 5 ăn 5 thua. Và toss trượt thì đương nhiên là phải trả giá rồi. Cái vấn đề là toss trượt thì Buck có thể lùi về luôn, coi như là bỏ qua cái lỗi thôi. Không hiểu sao lại từng cương với cả một con Huska còn bị trụ bắn nữa. Cũng là hai team này chúng ta không nên chờ đợi nhiều, là một trận đấu quá hay. Nhìn xử lý ở lane tôi đã thấy là gãy rồi. Chắc gì tôi đánh rank đâu. Skitter đang bị đấm cực kỳ đau. Nào, pha ta cũng không phải là gì đâu nhá. Không phải là cứng cáp gì cho cam trước một con Elder Titan đâu. Ăn đấm là cũng vêu mồm đấy. Sơn Kinh có mặt ở đây rồi nhưng chỉ đủ để tót ngược về thôi. Đang cố gắng êm vào người Rubik và có lưu sơn rất đau. Pha ta cũng sẽ phải bỏ mạng tiếp sau đấy là đấm vào đầu Slug và Sneaking. Ba ba kéo cây trượt này. Nhưng mà chắc là cũng không còn đam để mà giết nữa. Con ET này đi kiểu đánh co bệnh mà. Nó đấm cho thì cũng vêu hết cả mõm ở mấy level đầu lên đấy chứ đùa. Ở lên mid thì bây giờ Huska sau khi mà anh ta counter được một pha gank thì bây giờ bắt đầu lấy lại được thế rồi. Và có disconnect đến từ cái thành viên bên phía Tundra. Cái lưu chết được bắp một tí đam thôi. Thật ra thì mình đã đọc lại là bắp không quá nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là nó trừ giáp. Trừ giáp và tích hợp bình thường là mấy người chơi Snapfire bây giờ sẽ mua luôn cho mình cái viên ngọc trừ giáp nữa. Nó sẽ trừ rất nhiều giáp. Sao không search được ra Snapfire nhỉ? Em bắt xem cái bản vá mới mà, có phải bản 7.29 đâu. À ừ. Bảo sao? Bút một chút đam thôi, hôm nay mình vừa chơi rồi. Nhưng mà công nhận là bắn cái lưu shredder đau thật. Đi lên phê luôn đấy. Một chữ F à? Cái này sai tên rồi. Snap à? B mà. Bỏ chữ đây đi. N SNAP mà. À ừ đúng rồi. Ấn vào cái mũi tên đi kìa. Má em tôi tìm cái con Snapfire mà tìm mãi không ra đấy. Đùa thề, tôi cứ nghĩ nó là chữ F đấy các bạn ạ. Hóa ra nó là chữ P. Chịu. Snapfire, đây Lil Shader, Increase Dam các thứ đây. Tăng một chút thôi, không tăng nhiều Dam. Armor Reduce, Increase Form 4 to 5 đây. Chỉ nhiều giáp hơn thôi, còn đâu Dam không tăng quá nhiều. Hôm nay mình đánh rồi. Ổn, nói nhưng chung mà vẫn là đau. Vẫn là đau. Đó chịu em cũng... tôi mang tiếng tiếng Anh tiếng Việt nhầm tí gì căng ấy rất mãi không ra được cái con sờ tôi cứ nghĩ là hai chữ F ấy xem nào
Bây giờ Tiny đang di chuyển rất nhiều, bởi vì Tyrannosaur là một hero có thể di chuyển một mình được. Nhưng mà Tiny di chuyển quả đầu tiên thì ok nhá, nhưng mà hai tình huống tiếp theo thì là không hiệu quả. Huska thì đã có hai điểm lửa rồi, tí nữa là có thể bắt đầu đi ganh được tầm level 6, level 7. Hai điểm lửa, ba điểm hồi máu các thứ thì bắt đầu đi ganh các thứ được. Đây rồi, lại dính vào người của Skylark, nhưng mà không. Lùi về rất nhìn nhanh rồi, có một con mắt ở trên đồi cao, cái vị trí đồi mới, và bên phía của Brim họ đã cắm con mắt lên đấy rồi. Nhìn thấy cái hướng di chuyển của Tiny và đang binh rất là nhiều. Một con Tiny lại tiếp tục vòng ra, nhưng mà level 2 mà di chuyển nhiều này anh ta ganh không được là về sau sẽ rất thọt. Anh ta tận dụng cái lợi thế đó là giết được Huska sớm và có một cái giày máu sớm, di chuyển nhanh. Nhưng tôi không nghĩ đây là ý tưởng hay nhá. Spartan đã di chuyển lên đây rồi. Từ đìa, nó đang đến nhá, nó đấm ra đâu đấy. Một nhấc. Nhưng mà hết rồi. Hết tốc chạy là tôi thấy là hết bóng rồi. Chứ quả đấy nó đấm được thì lớn nhất hết cả người lên. Dưới này thì để lại cho Baba solo cả Focus thì cái kèo này là khá cân. Trước khi mà con Tyrannosaur có cho mình ulti thì máy bay vẫn có thể đi thoải mái, không vấn đề gì cả. Park lấy được một cái run Arcane, khá là may mắn, một cái run rất tốt dành cho con Park để có thể đi lên được. Huska thì sau một chút những cái chuột chuột đầu game thì anh ta đã leo lên bảng top 2 last hit deny rồi. Vẫn là kèo lệch mà. Còn Park không thể đứng được, tầm này là không thể đứng được nữa rồi. Vẫn là kèo lệch anh em ạ. Nhìn tuy là có lợi thế một chút mới đầu, nhưng mà với việc là lỗi một phát là trên này đã thì con lấy được có mạng Rubik rồi. Đang bị đấm rất đau đến từ Elder Titan. Và con sửa này không còn lead. Không còn lead một là chết đấm rồi. Thậm chí là cả hai người ở đây vẫn còn đam. Hết bóng. Cuối cùng thì cái lượng đam đến từ Skylark đã hết và anh ta cứ lùi về. Đổi thế này là quá lãi dành cho bên phía Brim. Sắp 4 đổi lấy carry còn gì bằng nữa. Thật ai là tôi cũng đổi luôn. Và con Slug này bây giờ đang lên một cái Midas, nhưng mà cứ chết như thế này thì không được. Con Elder Titan đấm đau quá. Chắc bản Network ở phút thứ 6 thì ba co của bên phía Prem đều đang đứng ở trên top. Tí nữa thì nếu mà anh mà là Omi thì vào combat anh sẽ lựa chọn là boost cho cái con Elder Titan. Chính xác. Chứ không phải là boost cho con đứng máy bay. Nó đấm. Thế mẹ máy bay cứ làm gì để làm tao boost Elder Titan tao đấm đấy. Vâng, giày phay rồi. Mang cho mình một cái stick to ra. Không lên bao chip. Khóa lại cái mảnh Agi. Và để đang hướng đến cho mình một cái Midas. Được. Đang cảm giác là đi lên thọt thì phải bù. Và bù thì chỉ có thể là lên Midas thôi. Chứ bảo cái con Slug này lên cho mình búa xét hay là lên Fury để farm bù thì không ổn. Không ổn, không Midas thôi. Lựa chọn để farm bù của Slug thì chỉ có thể là một cái Midas. Em hay đánh con Slug này mà. Thì em thấy là con Slug này mà đầu game mà bị hành như này ấy, là đến tầm mid game là khổ lắm rồi. Đây rồi, phá được mắt này. Được, cơ bản là cái mắt này nó cũng lộ ấy. Tiny mấy lần di chuyển ra thì đều bị đối phương phát hiện thì anh ta cũng phải đoán được là có mắt. Ở đây thì Wiz sắp sửa hoàn thành cho mình cái Amulet rồi. Đang là rất giàu đến từ cái con Huska này. Omi sẽ là người hỗ trợ cho Huska. Thôi được rồi, rõ ràng là ưu tiên số 1 sẽ là Huska. Giai đoạn đầu thì sẽ là Huska. Elder thì tự lực cánh sinh đi bạn ơi. Tôi phải tập trung cho cái con Huska. Tờ dí ra chẳng đây làm gì cả. Skylark con Elder Titan offlane anh ta đang quá xanh. Rất khỏe rồi, vẫn đang giữ lại cho mình một điểm trên tăng. Cần thiết thì có thể sử dụng cho tăng cho mình ulti nếu mà muốn tồn đam. Park có một cái run double dam và di chuyển xuống dưới bot để ganh vào một con máy bay, nhưng mà đã bị các thành viên của bên phía Prem họ nhìn thấy rồi. Ok, tranh thủ trong lúc mà game đấu hơi trùng xuống và pha một tí thì 500 anh em có thể cho bọn mình một like không nhở? Trên này Skeeter vừa phải sử dụng ulti rồi. Elder Titan bây giờ thì được ăn một bình máu to lên và quay lại như chưa hề có cuộc chia ly luôn. Giờ lại ra đấm nhau với Slug nào. Thi xem thằng nào đấm đau hơn. Ôi nhưng mà cái con Tiber đang đến nhá. Nó sẽ là thế 3 đánh 2. Và họ sẽ cố gắng dồn vào người của Elder Titan. Nào mà... đem bóng ra, lấy bóng về skill và đấm chết hết. Cái Bata này. Tôi tin là như vậy, thêm một đấm nữa. Một đấm rồi. Đấm trượt hết cả và kể cả Skeeter luôn. Nào đấm đi, hai đấm là chết rồi. Cái bóng đấy nó đi qua 3 hero, thành ra rất nhiều đam. Giấc ngủ không thành công và đã phải trả mạng nhưng không sao cả. Đấm là chết được hai người, ganh không tốt đến từ cái thành viên bên phía Tundra. Ở đây thì Omni cũng đã phải bỏ mạng lại. Có một cái Amulet trên người của Whis và anh ta không biết gì về ngại cả. Bây giờ anh ta sẽ lao vào sneaking và lấy được mạng sneaking rồi.
Nai không cẩn thận là cũng sẽ chết nha. Có cookie và có để ọp lấy lại được mạng của một con Husker. Hơi đáng tiếc khi mà không có tầm nhìn. Anh ta giết được Tiny nhưng mà không di chuyển sang cái hướng an toàn mà lại muốn dí theo và ngửa bắt. Và khi mà Snapfire xuất hiện thì đã phải trả giá rồi. Không có Omi nữa, lúc đấy mà Omi không chết mà búp trồng cái Heavenly Ray thôi thì cái con Husker này sẽ rất khỏe. Sở lắc siêu thò. Rồi cái con cóc này thì đang phải cố gắng để lên cho mình một cái Midas ham bù. Nhưng mà với tốc độ này thì chắc phải 13 phút có một con mắt ở trên này thì phải. Nên là máy bay mới có thể bắn la được lên. Đúng chính xác, có một con mắt ở trên đồi cao. Và nãy thì bên phía Tundra họ đã ping vào con mắt đấy rồi nhưng họ chưa phá được. Chủ động smoke đến từ hai người nhưng mà chưa có Dream Coil. Và Tiny cũng chỉ là level 5 thôi. Thành ra cái lượng đan dồn vào là hơi khó nhá. Ít ra phải có coil đi. 25 giây nữa thì có lẽ chờ được. Sẽ là dí vào người của một con Elder Titan. Con Elder Titan không có trụ bảo kê. Combo đến từ Tiny. Slug anh ta sẽ nhảy vào. Chưa. Vẫn đang hơi chần chừ đến từ Skitter. Tại sao nhỉ? Hay là anh ta chưa tung dao xong? Giận ngủ thành công. Ok. Nhưng mà một bắn ớt kìa. Ớt từ từ. Mất thời gian quá. Vớ vẩn là con. Mất quá nhiều thời gian. Có TP được hay không đây? Đang TP. Ớt tiếp. Chết bởi cái đặc bị... Đắc Bách chết và con Slug cái cá hồi được một chút. Pha vừa rồi mất quá nhiều thời gian các thành viên của bên phía Tundra. Đánh là không khéo. Ở đây thì Timbersaw đã bị dồn đam vào, cướp được cưa đến từ vị trí Rubik. Và bảo cứa thế. Chết luôn. Có ulti của Omi và bây giờ Whis quay trở lại đấm liên tục vào đầu thành viên bên phía Tundra. Nhưng mà không còn nhảy nữa rồi. Con Husker này là một hero rất là nhiều đam. Và cái điểm lửa nguy hiểm nhất là khó chịu. Cái việc tắt bật Amulet thì phải kỹ một tí thôi. Nếu mà tắt bật Amulet chuẩn thì sẽ là cũng ok. Cái lửa này nó là đam. Bây giờ đam Magic. Phải có Talon level 25 thì mới trở thành đam Pure. Mà lúc đấy thì vẫn là mạnh nhá. Trừ một số hero đặc thù. Ở đây Fata nhảy trượt rồi. Finaps Cookie trượt. Và đau quá nhở. Ông Rubik này đánh hay đấy nhở. Ba ơi cẩn thận nhá. Cái con Husker nó nhảy vào. Cái chiêu Q của Husker có thể làm cho team vừa so mất cả team vừa trên. Chính xác, không kéo được cơ đi. Khi đang team vừa trên thì Husker sử dụng cái Q là có thể ngắt nhịp luôn. Mặc dù vậy thì chênh lệch với Network vẫn chỉ là chưa đến 1.000 và 97. Thôi thì bạn nào nãy có tin mà đặt kèo 10 kill vào Prime thì có thể là tương đối yên tâm một chút. Chắc là Tundra thì bây giờ đi đánh nhau là tương đối khó đấy. Họ vẫn sẽ phải dành thời gian để cho Slug có thể farm. Ở đây thì Elder Titan đang lên thẳng cho mình, đó là một cái gậy xanh rồi. Gậy xanh, cố gắng đi bóng qua nhiều người. Kéo về là có tích hợp cả đam, cả giáp, cả DKB, cứ thế mà sổ vào đấm thôi, rất khỏe. Máy bay không tham, farm quá nhiều. Sau búa xét anh ta hy sinh lên thẳng cả DKB để đánh nhau luôn, chứ không tham một cái gậy xanh. Được. Husker cũng đang lên thẳng BKB rồi. Và khi mà có các cái BKB cũng như là Elder Titan gậy xanh, em tin rằng bên phía Prime họ sẽ push thẳng và làm tạo rất nhiều sức ép bắt đầu Snowball để cho con Slug này không được thở. Gậy xanh của Elder Titan thì khác gì đâu, BKB đâu. Chính xác. Chứ ăn Dosan vội, chắc là đánh kỹ, chờ có BKB sau đó sẽ đi ăn Dosan ngủ đội. Mấy ông đánh ganh chơi Husker thì hay có cho smoke đi ăn Dosan trộm, rồi đây đánh giả. Thành ra cái việc không được có sai lầm nó cũng kiểu hên xui ấy. Mình đang ăn gần chết đối phương và giết mình xong ăn mất Dosan thì nó mất đi cái nhịp snowball. Không nên là chẳng biết sai lầm nữa. Whis thì em nghĩ chắc là tầm phút thứ 17 sẽ có cho mình, đó là một cái BKB. Và lúc đấy anh ta có thể thoải mái mà lên và combat thôi. Hai core hero bên phía Prime đang đứng ở trên top network. Slug thì hơi khổ nhưng mà thực ra là anh ta cũng ngang ngửa so với cả Park cũng như là Timbersaw. Không phải là quá tệ. Chắc là có Midas thì cũng cá hồi được một tí rồi. Không tệ lắm. BKB bây giờ thì quan trọng nhất là min thì là còn 6 giây, thành ra là có thể lên từ sớm và không sợ làm cái việc với late game nó bị quá yếu. Mà cũng bị nớp nhẹ là từ 10 thì còn 9, mắc là từ 10 thì còn 9 thôi. Cái điều anh muốn nói là nó bị tăng thêm 5 giây cooldown. À đúng rồi, đúng rồi. Tăng thêm 5 giây cooldown nữa. Chứ 9 với 10 thì cái BKB mới thì nó không khác gì mấy. Đúng, chính xác. Nó điểm khác mấy là từ 5 đến 6 thôi. Về cuối. Về cuối nó khỏe hơn thôi chứ. Cái BKB 9 giây cả cái BKB 10 giây không khác gì mấy anh em ạ. Ngày trước là 10 năm thì nghe chừng là hơi khác biệt với cái thời điểm đầu và thời điểm cuối. Nhưng mà bây giờ thì 96
Ngày trước tôi nói thật, còn hồi anh em đánh Dota 1 biết thừa. À đây, nhưng mà Elder Titan thả quả bóng ra là tín nha. Đang không sợ hãi à? Có máy bay đứng sau và sợ cái lắc rất tín. Chơi này, tôi chơi với bạn luôn này. Đúng, 9 với 10 thì không khác nhau mấy, nhưng mà 5 với cả 6 thì là câu chuyện khác. Vẫn còn một cái quất nữa. Kinh nhờ, cắm 2 cái đây. Cắm 2 cái. Lừa quá. Không ai nghĩ ra là đối phương cắm 2 cái như này. Tất nhiên là sẽ chỉ phá được một cái ở trên đồi cao thôi. Hồi trước đánh Dota 1 còn có cái trò em nhớ không nhầm là như là có bán đi mua lại được cái mới đúng không? Cần gì Dota 1, Dota 2 có mà. À thời kỳ đầu là nhưng bán mà đi mua lại cái mới. Thích rồi. Bây giờ là thôi rồi. Tất nhiên là những cái gì nó im ba quá thì các băng anh chàng iPhone đều sửa lại hết. Đúng là thời đầu là có thể bán đi mua cái mới lại 10 giây. Với late game thì carry hay làm trò đấy. Nhưng bây giờ fix hết rồi. Mấy cái trò bẩn bẩn đấy là không còn nữa. Ôi, cắm mắt ngay vào Sentry đối phương. Nhưng bên phía của team Dream họ vẫn lùi về trước vì sợ là đối phương đang sửa bốc. Chưa vội di chuyển lên để phá cái mắt này. Bây giờ mới phá này. Skylark di chuyển lên và phá. Anh ta còn cách cái gậy xanh tầm một mảnh ở đây. Sneaking là thôi. Bỏ đi. Đang ngó, dòm ngó vào máy bay. Park dùng phase shift di chuyển đi. Tên lửa găm vào đầu của Fata và Fata sẽ bị dồn đam vào. Anh ta không thể chạy được chăng? Có giận ngủ đến từ Elder Titan và anh ta đang bị giữ lại ở trên đồi rồi. Có cắm cả Ward ra để mà nhìn luôn. Cắm thêm một cái Senchi để lấy... À, cắm thêm một cái Senchi nữa. Một tí thời gian thôi. Lúc mới cắm thì Senchi, nếu mà mình nhớ không nhầm là được nó 10 giây Vision đã đủ để giết cái con Snapfire này rồi. Thế trận này thì bên phía Tudora họ đang phải né, đang khó đánh BKB và sẽ hướng đến cấm đánh để có thể đối đầu cả Slug thôi. Con Huska này ăn được thêm 1-2 mạng nên anh ta không phải đến phút 17 mới có cho mình một cái BKB. Phút 16 là anh ta đã cầm rồi và cầm thêm được một mảnh nữa của một cái cấm đánh rồi. Ăn trụ mid, sau đó là di chuyển vào Roshan là đẹp bài. Roshan ơi, tầm này khỏe lắm rồi. Ăn đi mà để Snowball. Ăn Roshan là thêm tiền để cho Elder Titan nhanh chóng có cho mình cái gậy xanh. Elder Titan thì... thiếu một chút nữa. Nãy giờ anh ta cũng không có khoảng trống nhiều để farm, ta đang phải stick với cả team. Ở đây thì nhìn thấy lại, nhìn thấy Snapfire cắm Ward ra đây và có nhấc lên từ vị trí Rubik dồn đam vào người của một con Rubik, có với cả một cái run double đam đến từ vị trí của Nai. Và Rubik anh ta vẫn chưa chết. Ở bên này thì lấy được ở đâu đó máy bay, lấy được mạng của một con Tiny. Đấy, ở đây Heaven in Ray là được bắp cho đó là Elder Titan này. Để anh ta đứng lên trước này. Máy bay đang dòm nha. Đang tìm. Ui. Solo kill một cách cực khéo từ vị trí của Focus. Phương đứng chờ. Khi mà Bắc anh ta đang có ý định là phóng off để vào cướp Roshan thì thôi bị solo kill luôn. Và Tudora trận đấu này họ đang bị snowball rồi. Network thì vẫn đang ổn. Nhưng cái thế trận thì đang là hơi căng. Khi mà bây giờ bên phía của team Dream họ bút lên thì lấy cái gì để mà đỡ đây? Còn Slug 18 phút chưa mới đủ. Mới có defu, anh ta mới có defu thôi, không thể làm gì được. Trận này thêm 2 đồ nữa là được, gậy xanh BKB là chơi được, nhưng mà... Đấy là chuyện phải có thêm 2 đồ nữa. Nó mà phải được farm được tổng khoảng độ 10 phút nữa. Lên xong kiếm mà cũng được, xong kiếm ok. Ganh vào người con máy bay á, có chắc không đang đứng ở đây, nhưng mà máy bay di chuyển lên thì có vẻ như là hớ hênh rồi. Và có combo của Tiny, Slug di chuyển đến, có BKB mở lên và máy bay liệu có chạy được không đây? Đang bị slow khá, có chịu Slug bị dính cho mình, nó là một cái tên lửa. Và Huska đến rồi. Nhưng mà Slug đã nhảy được đi, TP về thôi. Còn vừa lấy được một giây BKB của máy bay. Nhưng mà Slug thì cũng phải trả lại bằng một cái ulti của mình. Hoàng gia bây giờ sẽ rất khó đét ở dưới bot trên này thì Skylark đã có hiệu ứng của BKB nhưng mà không đủ đam. Không đủ đam. Anh ta đã có gậy xanh rồi. Bay vào dưới bot này thì tôi tưởng là tung tay và sẽ là TV về được. Ok, coi như là câu kéo bài tham để cho bên phía team Dream họ bút chậm lại thôi. Chứ nếu mà bảo là giết cái con Huska ở thời điểm hiện tại là quá khó. Bỏ qua luôn. Tôi tưởng là turn ra về rồi lại vẫn quay lại đứng đấy để đánh nhau. Và cái homing missile này khá hay. Cái món Immortal bình thường nó lúc nó chậm thì nó chạy, về sau là nhanh thì nó sẽ bay. Khá đẹp cái Immortal của con máy bay. Gà kìa. Bạn ơi, đang một đàn gà bay ra, giết bớt vài con đi.
dặn ngủ Bắc thì hơi vô lý nhỉ. Thôi thì cái bóng theo để lấy sai thôi, chứ dặn ngủ con Bắc này thì nhưng mà bị nhấc lên rồi nhá, vẫn đẩy ọp đi được. Lại giết được thêm một đàn gà, một đàn gà nào, ơi, nào. Nhiều gà. Ăn được thêm một con gà đàn nữa, đỡ lại gà, nhiều gà, 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 gà. Ui, nhiều gà. Trời ơi, đây đây đang dịch con gà này nào. Omi ơi, à đây, may quá Omi anh ta đã để ý để giấu con gà mình đi rồi, chứ không Bắc lại một pha vào rừng lại có ngay ba con gà thì kéo được rất nhiều nét vuốt đấy. Chính xác. Đây thêm con nữa kìa. Ờ thế nhá, vâng, con Bắc này nó là cực kỳ khó chịu. Hai gà, ba gà, ba gà, ba gà, trộm gà bắt chó đến từ Bắc là và với việc ăn ba con gà này thì bên phía của Ram tự dưng họ bị tiêu ấy. Kiểu không biết làm gì ấy. Một con gà thì cũng là hơn một cái bao ti rồi, ăn ba con gà phải bằng ăn bốn cái bao ti. Nhưng mà em nghĩ Ram nên tận dụng cơ hội này mà push rồi, chứ cứ đánh cò cưa với cả bên phía Tundra là không được, bây giờ phải đi push, tích lại và đi push. Làm ngày ba chú gà ấm êm thật. Khoái. Mấy ông Brem đánh tấu hài thực sự luôn. Bên phía Brem thì chỉ có một cái instant disable đến từ vị trí của Rubik thôi, chứ không có thêm những cái disable cứng nữa. Nói là cái homing missile con máy bay thì nghe chừng là cũng hơi khó. Bắt đầu chủ động đi boost rồi, thời gian hiệu lực của Aegis sắp hết, cần phải tận dụng. Nhưng mà bây giờ thì phải bảo vệ cái Wazulis nha, chứ không Tiny anh ta blink ra clear thì hơi mệt đấy. Thì sao Tiny có thể chấp nhận chết để có thể clear. Đây đang có Dragon, và lượng đam sẽ là đủ đến từ hai con bóng hay không đây? Vẫn không chưa đủ. Thì Rubik anh ta nhấc lên hai. Dậm ngủ được Bắc nhá, có ulti của Elder Titan nhưng mà có phase in rồi. Đẩy orb thêm phát nữa. Vâng, cái orb của con Rubik bắn ra hơi bóp, nó khiến cho anh chàng Bắc tỉnh dậy. Ở khu vực mid này có đánh nhau rồi, và Omi ơi đải buộc bật cho mình ulti lên, trong khi đó HK thì đã mất đi cho mình đó là cái Aegis, bắn được quả tên lửa và pha tay anh ta lùi về thành công. Sau đây trụ mid này thì sẽ phải nằm xuống, nhưng mà cái thế Solomon đang là hơi bị chững lại đến từ Dream. Họ đã mất đi một cái Aegis trên người HK rồi, và con Slug này nó sắp sửa đến cái thời điểm của anh ta. Bây giờ được farm thêm khoảng độ 4-5 phút nữa thôi, có thêm đồ là cái việc đối đầu của Huska thì Slug anh ta có thể làm thoải mái, không sợ gì cả. Giro thì chiêu 3 được tăng thêm 1 hit nữa, từ 5 hit lên 6 hit nếu mà mình không nhầm. Cắm quả Ward ra đây và bị nhìn thấy luôn. Anh em cố gắng đọc update đi, update cũng một tuần nay rồi. Đọc update theo dõi, bách biển các thứ một thì gà. Đâu có thoải mái. Đây là hai con gà sắp làm của con Hất ca nữa, bay đi rồi đấy, bay là lấy đồ rồi, bay về. À, mày thích trả đồ không? Ba gà. À, cho mày chết luôn. Cái ghét xê thật. Ất. Ất. Chịu lại à? Giật mình. Ở đây nhưng mà ngủ được vị trí của Park rồi. Có Rim coi được ba người nhưng mà rồi. hết trò rồi. Blink cooldown chết chắc rồi. Anh ta bay được nhiều thang rồi nãy giờ đấy. Đánh rất khó chịu. Cứ đánh này thì Tundra hoàn toàn thể thắng. Thật sự mình không đánh giá quá cao một con Huska ở giai đoạn late game so với cả Slug đâu. Họ đang bị chậm lại cái tốc độ Snowball và Elder Titan đang lên thẳng cho mình một cái Hex. Ở đây nhìn thấy Sneaking và găm được tên lửa vào đầu. Nhưng mà Sneaking di chuyển nhanh để về thôi, không làm gì cả. Skeeter thì cũng đang đứng ở đây để đợi. 3-3 thì cũng kéo cưa ra rồi. Smoke luôn, di chuyển về luôn. Đến từ các thành viên bên phía Tundra. Lên thẳng Hex à? Cần đấy, cảm giác thiếu đi xa bồ quá. Bây giờ cứ đi lẻ để bắt mà đối phương, thì đối phương bắt được vừa phương. Bảo là sơ móc để đi về thì cái ông Sneaking này ra để chết. Không quan trọng đâu, anh ta cũng cố gắng clear clip rồi. Chúng cái việc mà support đi Dark Game đang cố gắng kéo giãn trận đấu mà anh ta chết, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến trận đấu cả. Cố gắng chết ít thôi, nhưng mà cái việc mà anh ta chết là tạo space cho những người khác. Bây giờ Park và cả Khan tay đi cứ mỗi người đẩy một len khiến cho bên phía của team Dream không bút được là ok đấy. Slug có xong kiếm rồi nha. Đánh tự tin bởi vì team bạn thiếu đi sao bồ quá. Chính xác. Bay nhảy như Park như là cái con Slug rất là khó giết. Mà kể cả là team bờ so các thứ cũng chả phải ngại. Rất khó giết luôn. Nên là cứ di chuyển thoải mái thôi, sợ gì đâu. Họ ăn được thêm một trụ hai rồi. Gặp ai là anh ta có thể giết được luôn đấy. Em cái bóng là Elder Titan bị nhìn thấy rồi nha. Có BKB rồi.
Nhưng mà hết rồi. Cái hiệu ứng Ubiquiti chỉ được 6 giây thôi khi anh ta đi qua 3 hero đang cố gắng né. Bắc mới là người phải chết. Cái gì nhờ? Đó là cái Wooden Grid. Rubik cướp được Silent của Bắc và anh ta xử lý ngược lại để có thể giết cái con Bắc này. Wow, một pha xử lý quá hay đến từ Rubik, tương đối giật mình đấy. Ở đây thì Focus đã hoàn thành cho mình một cái Butterfly rồi. Chưa, tuy là giết được Bắc đấy nhưng cái thế trận này nó vẫn chưa thể biết ai là người sẽ thắng được. Không thể nào mà đánh được vào đầu con ET này trong những cái giai đoạn này. Chúng ta có thể xem lại ở đây, Bắc đã rim coi được nhưng mà ba ba né kìa. Đẩy. Rồi, né này. Rubik anh rồi ta thì grip. Chính xác. Anh ta sai lần ngược lại luôn, hồi máu của Omi đi luôn. Con Bắc này lên Dragon nên người yếu lắm. Không có đồ để chạy. Người như cọc bún thôi mà. Snaking thì lại chết thôi. Thôi chả. Đổ đá thì câu được tí. Có thể blink được. Được đấy. Ồ không, có Docket Barak đang dính theo không được rồi. Khó. Một chút sai thôi thì cái Docket Barak nó vẫn kích hoạt được và khiến cho Tiny anh ta không thể blink đi. Máy bay thì có một cái Butterfly. Ở đây nhìn thấy pha ta này. Vệ xanh chưa ạ? Chưa có vệ xanh trên người Whis. Whis lên Satanic trước anh ạ, chứ không lên vệ xanh. Mát cái con Elder Titan của đấy nó né dẻo anh em nhờ. Mưa bom, bão đạn nhưng mà anh ta né. Né gần không hết. Dính cái nào luôn. Né gần hết. Nó là né hết em ạ, không dính cái nào luôn. Không dính một phát Mortamotis nào cả. Né được hết luôn. Park là đang cực kỳ cố gắng để đi đẩy lên để tạo space cho Slug. Slug vẫn cần thêm đồ. Nai lên đồ cũng hơi than, thường nếu mà chơi theo kiểu này thì có thể lên cho mình một không quay. Ở đây Silent được vào đầu của một con Slug rồi. Lại hay thế nhà Rubik ơi. Giật ngủ, không thành công nhưng mà anh chàng Slug đang kẹt ở đây rồi. Một vẫn đủ đạn. Vâng, con Slug này nó bị Rubik gần như là outplay hoàn toàn. Đầu tiên là Silent, sau đó là cướp vật nhật. Xong cướp thêm cái nhảy để dí vào. Quá khó. Rubik này, Rubik God rồi, FY rồi. Chơi cái gì con Rubik này thế giới thế. Anh Minh Lê đang bảo anh khen tiếp đi kìa. Tôi chọn Blade mà, nhưng mà vẫn là đang có lợi thế thôi. Chứ tầm này mà đã phán là Blade thắng thì tí nữa kiểu gì bị vả vào mồm. Không thể nào mà quậy sớm được. Bởi vì thực ra mới là 3.000 network thôi, không phải là một con số quá lớn. Anh em cứ bình tĩnh. Bên phía của Tundra họ vẫn đang rác được game đấu này. Có Spider Lake này. Trước đó thì mình đang nói đến câu chuyện là Bắc nếu mà chơi theo đường rác ấy, ăn được làm con gà đã rồi tính tiếp. Rác của Ram lại giết được thêm một con gà. Vâng, cái ông Nai này cày dã man. Trận được. Này giết được 4-5 con gà rồi. Ở đây thì nhìn thấy các thành viên của bên phía Tundra và dồn đam vào một con Tiny thôi. Tiny thì sẽ chấp nhận mà chết. Ba gì đấy đồng đội mình bị bắt sủi luôn. Không quen thằng này nhá, tôi về đây. Bạn chết đi, tôi phải về. Quả đấy đứng lại khi bị đánh ấy chứ. Bắc mà chơi theo cái lối draft này thì chính xác là không đa ngon nhỉ. Blink gậy lốc đi, sống cho dai, đẩy cho nó thoải mái. Từ nãy giờ anh ta đẩy lẻ rồi, bắt hai lần rồi. Gậy lốc rồi thì gậy xanh. Tham quá. Hơi tham. Nhưng bây giờ phải lên Linken rồi, ok. Bây giờ lên Linken được rồi, tránh một cái nhấc của một con Bắc. Titan Sliver sẽ dành cho Slug thôi. Bên phía của Brem họ đang di chuyển vào Androsan. Ở đây thì một mình Rubik đang đứng ở đây. Có Elder Titan xuống rồi. Và còn cho mình Fortify. Vẫn đang Androsan. Shard này cho ai thì là hợp lý nhỉ. Quay lại đây đã. Nhưng mà Slug anh ta vẫn chưa ăn được cái trục này. Rubik cực kỳ là khó chịu. Shard này chưa thể ạ. Cướp, mắt bị cướp. Anh ta có cướp được gì không? Tôi muốn check xem là không cái Shard được, không cầm. Cướp được. Cái Shard ai cầm? Đây là con Osan thứ hai, cái sát là okay, Huska cầm luôn. Hiện có cái sát của Huska là giảm cái gì của đối phương nhỉ? Giảm khả năng hồi máu thì phải. Giảm khả năng hồi máu và slow 40%. Chính xác của cái skill 1. Anh có nhớ. Đang dình nha, rất nhiều người đang dình vào cái con Elder Titan này. Và sẽ dồn đam chưa được khi mà anh ta kéo bóng lại về. Có bị cái có bị cái 2 giây và lại né nào. Thế là thôi rồi đấy. Chết tiêu rồi. Tiêu dã man luôn. Ông ba tài cay nhở. Mẹ đùa cái ông em là tay từ đâu mình đẻ. Dã cả man à. Dẻo nhá. À dẻo. Đùa đánh thề dã man luôn.
Sao có một cái ao? Nó gọi là ao play hoàn toàn đấy. Nhìn này. Còn đây, anh ta dính phát đầu tiên. Dính một phát. Và đây. Nó bị bơn. Một hai hai phát, hai một phát. Này. Hai phát dính hai phát. Và hai phát bơn. Này. Có bị đam bơn gần chết đấy, nhưng sau đó anh ta quay lại để né được hai dính hai phát. Vẫn dướn lên để bắn scatter blast nhưng không bạn ơi. Chịu. Làm chịu. Tôi. Dẻo thật sự. Thật ra pha ta đánh kém thôi. Phải tôi bắn đích đầu. Vỡ đầu ngay, tuổi gì rồi ném với tôi. Né. Cực kỳ dẻo từ vị trí của Elder Titan. Nhưng mà con máy bay này to quá rồi anh ạ. Con máy bay này slap vào có khi không đấm. Chúng ta tiền thôi em ơi. Từ nãy giờ ông Kai Kai mà có cho chúng ta biết đồ slap đâu. Nhưng mà theo anh slap thì... có ai rồi? Ai à? Thế có là... ai rồi? Midas, song kiếm, đi giữ ai? Đấy. Ok, thiếu FKB. Thiếu BKB. Vẫn thiếu hai đồ nữa cơ. Sao nào? Với một con Huska thì thường ta là có Satanic rồi. Anh ta sẽ lấy Talon cái ulti xa. Không biết là anh chàng này có lấy hay không. Tôi không nhớ lắm là Talon 20 đấy là cái ulti xa thì nó ở bên nhánh nào. Quýt rất tự tin với việc là có Aegis đứng lại và sẽ lấy cho mình cái trụ này thôi. Trong khi đó Slug đang cố gắng clear cái way clip ở dưới boss để tảng cái nút lên cái Green thôi. Nhưng mà vẫn còn mà. Ở đây thả con down vào và nhìn thấy vị trí của Fata. Anh Elder Titan. Thôi, bình tĩnh anh, bình tĩnh. Mút thôi, Dota ở ông Tiny này ra đây xin chết à. Tiny bài bách luôn, Huska mất cho mình đó là mạng đầu tiên rồi. Vẫn còn một cái xe. Ui, cướp được ulti của Snapfire từ vị trí của Rubik luôn ạ. Vâng, cái ulti Snapfire thì dễ cướp mà. Snapfire nhưng mà ở đây Slug bật BKB thì anh ta chết luôn. Cái gì vậy? Hay là không phải là BKB của Slug? Đó là BKB của Huska. Và bây giờ tiếp tục dí vào người của Baba. Nhưng các thành viên bên phía Team Dream họ sẽ lui về để lấy cho mình những cái rách. Dota là game phá nhà, không việc gì phải đai vào cả. Quá khó dành cho thành viên bên phía Tundra rồi. Ông Slug làm cái gì vậy? Tại sao lại thế nhỉ? Anh ta đã sử dụng ulti rồi nhưng mà không. Cái lượng hồi máu là không đủ với cái lượng đam bên phía ở Dream. Và bây giờ một con máy lượng bay đam AOE quá to đang đứng phía trước và bắn nhà thôi. Omi vẫn đứng sau. Một con Omi vẫn còn có cái ulti nữa. Top vào, cố hết lại. Máy bay anh ta chưa tỉnh dậy kịp. Có cắn được chi rồi. Và bây giờ sẽ dồn đam chết các thành viên bên phía Team Tundra thôi. Bắc cố gắng phây xít. Và anh ta vẫn không học đi được chứ không. Đó là top lên của Rubik. Rubik là MVP của game đấu này. Tôi tin chắc là như vậy. Trước đó thì là Omi với việc là book heavy ray giúp cho máy bay tỉnh dậy và cắn được cái chi. Và sau đó là Rubik với cái top. Và GG well play. Đúng như chúng ta dự đoán, bên phía Grim họ đã chiến thắng trước phút thứ 35. Quá hay. Đấy chưa, kèo tín không anh em? Kèo cực tín đến từ tôi cũng như là anh Hiếu.